Chào anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Thì buổi trưa ngày hôm nay thì Bảo xin công ty được một chương trình giảm giá máy rửa xe Osaka với công suất khá là lớn nha. Con này mạnh dữ lắm. Đó, 2400W được giảm giá 3 ngày duy nhất. Thì anh chị mình tranh thủ mình mua, được bảo hành 1 năm. Với lại anh chị mua con này thì bây giờ giá khá là tốt so với thị trường luôn. Bảo làm nhiều chương trình tốt để kích cầu anh chị mua sắm nhá. Rồi, thương hiệu Osaka này, con này á thì mình có thể là tháo lắp cái phần này ra thoải mái này, mình có thể là thay nhớt. Nhiều anh chị cũng hỏi bảo là thay nhớt kiểu gì thì bảo báo luôn. Anh chị mình chỉ cần tháo 4 con ốc đầu lấy ra, xong là mình đổ cái nhớt cũ đi, mình thay nhớt mới. Con này trưa ngày hôm nay 3 ngày duy nhất chỉ có 1.050.000. Bảo giới thiệu công suất nha, mạnh dữ lắm nha. Giá bình thường là 1.200.000 á, mà còn có 1.050.000, giảm giá được 3 ngày thì anh chị mình tranh thủ mua. Với lại Osaka thương hiệu Nhật này á, anh chị mình thời gian bảo hành rất là dài. Rồi công suất máy là 2.400W. Bát của máy á là công ty cho phép là 12 bát 120 á, nhưng mà bảo test thực tế nó lên đến là 200 bát lận nha. Rồi có gờ le chống chạm chập bên trong, lực hút nước là thực tế là 9 lít trên 1 phút Osaka, có mã số riêng nha. Rồi bên hông á, thì anh chị mình sẽ thấy là công tắc có su bọc xung quanh để chống nước bay vào, có đồng hồ báo áp nè, có thể xịt rửa sân vườn này, rửa xe, đủ thứ luôn. Đó, anh chị mua con này á, rất là đã vì trọng lượng nó cũng khá là nặng, đi kèm dây nè. Dây đầu vào á là 2m nha. Còn đi kèm là công ty cho anh chị sẵn là hai lọc rác nên là độ bền lúc mà mình xài con máy này cực kỳ cao. Người ta mới bảo hành 1 năm, một bình bọt tuyết này 400ml với là súng bát to dữ dằn nha. Đó, súng rất là xịn luôn. Dây thì dây bố vải 3 lớp này. Dây con này thì dài tầm khoảng là 7m nha, 7m 8m gì đó. Thì anh chị mình mua 3 ngày duy nhất thôi thì bảo làm chương trình con này. Rồi bảo giới thiệu về phía dưới máy nè. Lúc mà anh chị xài quá tải thì máy này sẽ có chức năng là tự ngắt nha, tự ngắt hết luôn. Rồi bảo quay xuống phía dưới nha. Thiết kế máy là nó sẽ có là cái phần này á, là nó sơn tĩnh điện toàn bộ luôn. Phít tông thì lớn nè, to, gắn ốc rất là chắc chắn hai đầu vào. Nếu mà anh chị nào mua máy nè không biết cách lắp đặt thì gọi Zalo, nhân viên bảo hướng dẫn đầy đủ luôn. Bốn góc là có 4 xu để mà nâng máy lên cao tránh chạm chập nha. Rồi bên sau thì cánh quạt đương nhiên phải lớn để tản nhiệt được con máy với công suất lớn 2.400W. Đó, thì anh chị nào á muốn mua một sản phẩm Osaka chính hãng được bảo hành thời gian rất là dài 12 tháng mà đi kèm là súng bát lớn này, mua về là xài được rồi, không cần mua thêm cái gì. Mình có thể là xịt rong rêu nhà này, đó, xịt xe, rửa xe hơi, xe máy. Mà con máy này khá là mạnh, mà mức giá đang giảm khá là sâu trong 3 ngày duy nhất của tuần này. Thì anh chị nào á đang cần thì mình mua luôn, 1.200.000 giảm còn 1.050.000, thương hiệu chính hãng quá rẻ luôn. Anh chị nào có nhu cầu sắm máy rửa xe, nhà đang cần thì liên hệ cho Bảo qua 3 số hotline trên màn hình. Rồi Bảo cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem clip cũng như là mua máy bên cửa hàng Bảo nha. Rồi Bảo xin kết thúc video trưa giá rẻ ngày hôm nay.